Bạn nào có cô bé hay bị ngứa hoặc là có mùi hôi thì phải xem hết chiếc video này của tôi nha. Đây chính là em dung dịch vệ sinh phụ nữ Fem Fresh. Do mình yêu thích em này là bởi vì thành phần chủ yếu được chiết xuất từ thiên nhiên như là cúc kim tiền, lô hội, dầu dừa, tinh dầu thơm. Đây đều là những thảo dược giúp kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa mụn nhọt và chống lão hóa rất tốt. Đặc biệt thành phần em Fem Fresh màu cam này có tinh chất chanh vàng với khả năng kháng viêm và dicolobenzo alcohol ngăn ngừa vi khuẩn nên giúp giảm nhanh ngừa ngáy, mùi hôi khó chịu và hỗ trợ điều trị viêm nhiễm hiệu quả. Một điểm nổi bật của em này chính là độ pH 4.3 siêu lý tưởng luôn nha. Đây là độ pH nằm trong khoảng cân bằng của vùng kính từ 3.8 đến 4.5 giúp hỗ trợ lợi khuẩn phát triển, ngăn ngừa hại khuẩn gây ra tình trạng không tốt cho vùng kính. Nghe là thấy thích rồi phải không nè. Từ ngày sử dụng em này, cô bé của mình luôn mềm mịn, khỏe mạnh và thơm mát luôn á. Chị ba yên tâm sử dụng vì sản phẩm đã được kiểm nghiệm phụ khoa và gia liệu tại châu Âu. Hãy luôn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cô bé.